Chào các bạn, mình là Mấy Có Trưởng đây. Hôm nay là game đã cập nhật rồi nè mọi người ơi. Và cái lần cập nhật lần này á là rất là đặc biệt luôn, tại vì có xuất hiện của mấy bạn rồng nè. Đó, đây là những bạn rồng mà mình có thể cưỡi và bay lên trời luôn nha. Song song với cái đó thì mình thấy là trong cửa hàng cũng có thêm một hộp bốc thăm, có một bộ trang phục rồng rất là dễ thương luôn nè. Và có một cây cần câu cổ thần long. Ồ, tăng 100% xác suất xuất hiện cát cổ đại. Cát cổ đại là cái gì ta? Tăng 100% cơ hội thành công, tăng cơ hội bắt được cá vương miệng là 30% và tăng 80% sức mạnh. Cần câu này có thể bắt được cát cổ đại, nhưng mà hiện tại là mình không biết cát cổ đại là cái gì á. Có thể là trong sự kiện này đó mọi người. Kèm theo đó thì trong cái hộp bốc thăm này là những cái nội thất, đa số là dành cho bét nha. Đó, đa số toàn là nội thất không à. Mình thấy chắc là có bộ đồ với lại cái cần câu là ok nhất thôi. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn hướng dẫn mọi người là cách để có những em bét mà có thể bay lên vũ trụ rồi. Nếu mà mọi người vẫn chưa biết cách để mà có thể tiến hóa em bét nè và có thể cưỡi em bét thì các bạn có thể qua kênh của anh Berry xem nha. Anh ấy có hướng dẫn á. Rồi, theo như là phong tục thường ngày á, khi mà mình mở hộp thì mình sẽ đi đến một cái nơi mà rất là may mắn nha mọi người, đó chính là Cam Minh nha. Đây, mình sẽ thực hiện cái thủ tục ở đây nè. Mình sẽ tưới cây trước nè. Rồi, tưới cây để cho may mắn nha, cầu may mắn cầu hên rồi đó. Ok, sau khi mà tưới cây xong thì mình sẽ bắt đầu là giả nghèo nha. Tại vì khi mà mình giả nghèo á thì có khi là game sẽ thương tình mình mà cho mình may mắn thì sao. Ok, mình đã giả nghèo rồi, bây giờ là mình sẽ nhảy lên đây nè. Trên đây khó nhảy quá. Rồi, mình đã lên được rồi. Và bước cuối cùng là mở hộp thôi. Đây, hiện tại là mình đang có 13 vé bốc thăm. Thì mình sẽ mở 3 hộp lẻ trước nha, vì mình cảm thấy là mở hộp lẻ nó hơn rất là nhiều. À, trước khi mà mở thì mình sẽ xem cái xác suất cái lần mở hộp lần này nè. Trời ơi, cái cần câu có 0,50% thôi. Đồ thú bông là 3% nha. Vậy là cái cơ hội ra đồ thú bông cũng cao đó. Còn lại là dành cho nội thất hết mọi người ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở lẻ trước nha. Rồi, đầu tiên là một hộp nè. Ủng ba la xì bùm, 5 con rồng. Hên đi. Nội thất à. Cổng vòm làng rồng. Đây là nội thất nha, cũng rất là kiểu như là đẹp luôn á. Tiếp theo nè. Rồi, ấm la xì bùm. Hộp lẻ mong là may mắn nha. Cái gì đây? Trời ơi, đèn đường. Ôi, sao hôm nay là mình cảm thấy như là mình xui xui vậy ta. Còn một cái hộp lẻ cuối cùng nè. Ready. Ô, gì vậy? Giếng làng rồng. Ô, cái giếng này không biết là ở bên ngoài nó có to không nha, chứ nhìn trong đây là mình thấy to. Rồi, được cái giếng này, vậy là mình đã hết 3 hộp lẻ rồi. Toàn là nội thất không luôn, thấy xui xui á. Rồi, bây giờ là mình sẽ mở 10 hộp cùng một lúc luôn nha. Và mình cần sự ủng hộ của các bạn. Các bạn hãy giúp cho mình thật là may mắn bằng cách là các bạn hãy nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh. Đừng quên comment ở bên dưới làm mail hơn nha, để giúp cho mail mở hộp thật là hơn nhỉ. Ok, bây giờ các bạn có 3 giây để làm điều này. 3, 2, 1. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở ha nè. Rồi, ấm bà lại xì bùm. Nằm mô gì đạo Phật, honey. Trời ơi, cái hộp đầu tiên kỳ vậy. Tiếp, gì vậy? À, vườn thú cưng rồng. Ồ, cái vườn thú cưng mà nó xịn sò giống như là ở trong hoàng gia vậy á. Trời ơi, có cần phải sang vậy không? Rồi, ồ, cái gì đấy? Toilet hả? Ghế tủ quán rồng. Đây là một cái ghế nha. Hình như là mấy cái này dành cho em bé hay sao, không biết mình có ngồi được không nữa. Rồi, 2 cái ghế luôn. 3 cái ghế. Tôi có một em bé thôi, đừng có nhiều quá. Băng ghế. Hồi nãy là cái ghế nhỏ nha, còn cái này là băng ghế nha. Ồ, cái gì đây? Quầy làng rồng. Ồ, cái này đẹp nè. Có trái thanh long đó, gì nè mọi người. 3 trái thanh long luôn. Và 3 màu sắc khác nhau, hình như là dành cho 3 bạn rồng màu sắc khác nhau luôn á. Rồi. Trời ơi, 2 cái quầy liên tiếp. Ồ, mình vậy là mình còn có 2 hộp thôi á. 2 hộp thôi. Nãy giờ chưa ra cái trang phục hay gì luôn. Trời ơi, 3 quầy liên tiếp luôn. Ô, 3 món đồ hiếm liên tiếp kìa mọi người. Cũng phải thôi, tại vì cái hộp này á là nó chỉ toàn là nội thất không mà, nó chỉ có một bộ trang phục với lại một cái cần câu thôi, nên là khó ra cũng đúng. Rồi, tổng kết lại á là ở dưới hàng dưới đây là mình đã full hết luôn rồi nha. Ở trên đây thì mình thiếu cái bàn tủ thôi, với lại cái hàng nhà thú cưng. Còn trên đây thì mình thiếu cái bồn tắm, cái đồ thú và cần câu. Trời ơi, vậy là bây giờ tôi phải dùng kim cương á. Kim cương thì mình có 743 kim cương nha. Rồi, ok, kho máu luôn mọi người ơi. Lần này là 10 hộp tiếp nha. Lần này mà không ra cái trang phục hay là cái cần câu nữa là tôi chịu luôn á. Rồi, ấm ba la xì bùm. Ra đi. Rồi, ra cái băng ghế. À, sao tôi nghi quá à. 2 cái băng ghế. 1 cái ghế. 2 cái ghế tủ. 3 cái ghế tủ. Ồ, giếng nè. Trời ơi,
Trời ơi, không ra thiệt luôn. Ôi trời ơi. Oh my god. Cái gì vậy? Hù, nãy giờ mở xui quá mọi người ơi. Cái hộp nãy là công nhận là rất là xui luôn á. Nên là hiện tại là mình chỉ còn có thể mở được 10 hộp nữa thôi. Mà 10 hộp này không ra thì chắc chắn là cái hộp này nó xui cái này rồi, chứ không phải là do tôi đâu nha. Mà thật ra là do tôi á. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thôi kệ đi ha, có chơi có chịu. Nếu mà ra thì là do mình hơn, còn nếu không ra thì do mình xui thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ mở tiếp nha. Đây, còn 10 lần mở cuối cùng là hết kim cương của tôi luôn. Trời ơi, kim cương của tôi. Mọi người ơi, nhắn tay thật là mạnh để cho mình thật là hên nha. Rồi, 10 hộp cuối cùng. Tôi sẽ mở thật là chậm rãi. Trời ơi, ghế quá vậy. Trời ơi, hai cái ghế. Ba cái ghế, chết rồi, lịch sử lặp lại rồi. Giống cái 10 hộp hồi nãy rồi. 5 cái ghế liên tiếp. Oh my god, cái gì vậy? Cái bồn tắm hả? Bồn tắm thú cưng, trời ơi, tôi tưởng đâu là ở trong hoàng gia không á. Cái gì mà bồn tắm mà cũng xịn sò vậy? Gì đấy? Bàn tủ quán trồng. Vậy là mình đã full hết tất cả nội thất luôn rồi. Còn thiếu cần câu với lại cái bộ đồ đó thôi. Còn nội thất là mình full hết rồi. Rồi, xong luôn. Nên mình đã full hết nội thất rồi nha mọi người. Còn thiếu hai cái quan trọng nhất. Giờ là mình sẽ khô máu luôn nha. Dùng hết kim cương để mở luôn. Ô trời ơi, cái bồn tắm giật mình. Rồi còn kim cương này mở tiếp luôn. Cái gì vậy? Sao xui vậy? Mấy hộp kia hên mà hộp này xui quá. Trời ơi. Sao rồi? Mình quên. Mình còn thiếu cái hàng rào. Vậy là bây giờ là mình mới full nè mọi người. Rồi còn thiếu hai món nữa. Ôi không ra thiệt luôn hả? Trời ơi, mình hết kim cương luôn rồi. Vậy là làng bốc thăm này có thể nói là làng bốc thăm mà xui nhất của mình luôn. Và hồi nãy giờ là mình chưa cho các bạn xem là đồng bay như thế nào đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem nha. Bây giờ là mình sẽ tele one baby nè đó chưa? Mọi người thấy chưa? Cái người nhân phẩm là như thế này nè. Có con rồng luôn. Còn tôi là phải đi bộ nha. Và con rồng này là nó bay rất là cao luôn. Anh baby bay đi. Đó. Lướt gió chưa? Kìa. Ghê chưa? Trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Thấy chưa? Bay ghê chưa? Nào để mình theo dõi thử coi. Đó, tuốt trên đây luôn kìa. Trời ơi, ước gì tôi cũng có một con nha. Anh Betty tặng mèo một con ơi. Kìa, mèo thằng Long hả? Trời ẩm nữa chứ. Đây là con rồng tên là Mèo nha mọi người. Nó quá là cute luôn. Đúng, hợp lý. Ok, nói trước video sau thì mình sẽ bắt đầu là đi săn những bạn bét rồng nha. Còn video này là tôi xui quá, mai mốt tôi không mở hộp nữa đâu. Mày không hớt được tao con trai. Ok, và video mở hộp của mình đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem những cái nội thất mà hồi nãy giờ mình mở được nè. Đây. Đầu tiên, trời ơi, nó to vậy. Giếng làng rồng nha, siêu to luôn á. Đó, đưa tôi cái giếng này tôi không biết để làm chi nữa. Rồi, cái bàn nè. Cái hàng rào bét nè. Cái bồn tắm. Và cái ghế. Trời ơi, quá trời nội thất luôn. Đó, cái cổng nè. Rồi cái quầy thanh long, cái ghế. Đây là những nội thất mà hồi nãy giờ mình mở được, toàn là nội thất. Nhưng mà cái ghế này không ngồi được nha. Đứng hả? Đúng rồi, tất cả đều đúng. Rồi cái giếng nè. Đó, đây là tác dụng của cái giếng nha mọi người, múc lên múc xuống. Rồi cái bồn tắm này thì mình cũng không tắm được nha. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Đây là cái bàn nè. Rồi, chỗ này là bếp nha, sao giống cái chỗ mà thi đấu boxing vậy ta. Và bên đây là quầy. Ô, mình có thể mua thanh long được nè. Wow, quầy thanh long. Thanh long mang sức mạnh của rồng đặc biệt. Ô, giờ mình mới biết đó. Wow. Trời ơi, thanh long băng, thanh long tình yêu, thanh long ngôi sao và thanh long ánh sáng. Ủa, vậy là khi mà mình ăn cái này vô là mình sẽ có những cái hiệu ứng của những cái này hết ta. Đâu, để mình ăn thử coi. Cảm nhận được sức mạnh của cổ thanh long. Sao tôi chưa cảm nhận được gì vậy? Để mình ăn thanh long băng nha. Rồi mình sẽ thử ăn thanh long băng nè. Trời ơi, thì ra là như vậy hả? Rồi bây giờ là mình sẽ mở nhà cho các bạn vào. Và các bạn có thể mua thanh long và ăn nha mọi người. Các bạn có thể vào nhà Mèo để mua nha. Đó.
Thanh long tình yêu là cảm nhận được sức mạnh của ái tình long. À, sẽ có cái hiệu ứng là tình yêu ở trên đầu kìa. Đó, mọi người thấy không? Này đây, đó. Rồi, giờ là mình sẽ mở nhà nha. Đây, bất kỳ ai luôn nè. Mà trước khi mở nhà là mình phải dọn dẹp cái chuồng heo này trước đã. A few minutes later. Rồi, mình sẽ để hai cái quầy thanh long ra nè. Cũng được đi, coi như là có cái này nó vớt phát lại cũng được. Chứ không thôi là tôi xỉu rồi. Mày không hớt được tao con trai. Tôi bi không tình yêu. Ai không biết để đâu để cho các bạn biết mà mua. Mình sợ là mấy bạn không biết ha. Tôi để rào trắng luôn nha mọi người. Đó, bạn nào coi video này xong thì có thể vào nhà của tôi để mua nha. Có mấy cái hiệu ứng rất là đẹp luôn á. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nha. Và đừng quên vào thông báo để khi mà mình ra video mới thì nó xong cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.